Hello Kim, xin chào mọi người. Xin mời mọi người ăn tối với mình nha. Coi như là hôm nay Kim ăn cái món bánh khọt với lại rau sống, nước mắm ớt tỏi chan đường. Và ở đây là có điểm sắm mọi người. Há cảo á. Há cảo này Kim hấp lên, há cảo tôm. Ăn tráng miệng với lại trái cây. Cái trái này á mọi người. Cái mận vàng này nè. Hồi nãy Kim đi ra ngoài chợ Thổ thấy có thích em mua mà ăn thử, về nhà ăn thử một trái nó ngọt lắm. Nếu mà Kim nghĩ là nếu mà nó không ngọt á thì mình sẽ làm mà mận ngâm đó, nhưng mà nó ngọt ngay à. Ăn Kim mua một ký, mận ký có đồng 49 rồi mọi người. Xin mời mọi người nha. Mắm ớt tỏi chanh đường. Hôm nay xã đi làm Kim ăn mình nè. Em xin chúc sức khỏe mọi người nha. Hoa đậu biếc mọi người, nước hoa đậu biếc. Bánh khọt nướng giòn tan luôn mọi người ơi. Bánh khọt này có nước dừa trong đây. Mà Kim không có làm, cái này là mình mua ở chợ châu Á đó. Rồi cái mình về mình nướng lên. Mình mua nó đông đá sẵn rồi về nướng lên mình ăn. Còn mà Kim cũng muốn làm lắm nhưng mà tại vì không có khuôn. Thấy cô ngon lắm. Mình thấy cô Quyên cuộc sống Đức đó mọi người. Mua đâu cái khuôn đẹp quá. Tính hỏi mà bữa giờ Lu Sabu cũng quên. Hỏi mua cái khuôn ở đâu Kim mua về. Cái khuôn bằng gan hay bằng gì á mọi người. Chứ không phải bằng đất giống Việt Nam mình. Đó. Rồi về mình đổ. Cũng thấy cô Nguyên cô đổ như vậy cũng ok. Đâu có cần gì phải lò. Đâu phải cần gì nhà ta than rồi đâu mọi người. Đó. Cho nên là thấy thích lắm. Mà chưa có hỏi cổ tôi coi có mua ở đâu. Nếu mà mua kênh mạng Amazon là Kim sẽ đặt cái đó. Còn cái bánh khọt ở trong này nó có nước dừa, béo, ngon lắm mọi người, thơm. Mình khoái ăn bánh khọt thì ăn cuốn với lại rau sống như chấm nước mắm vậy nè. Mình thích cuốn với lại salad với lại ở đây có họ rí, giáp cá. Đó, giáp cá ở nhà trồng mọi người ơi. À, rồi rau răm à, cái này là giáp cá của Đức mọi người đó, còn cái này là giáp cá của Việt Nam. Việt Nam đó, nó ra hai thứ, Kim trồng là hai thứ, nhưng mà cái giáp cá của Đức có hồi năm ngoái nó còn đó, cái năm nay nó lên luôn chứ nó không có bị chết mọi người. Kim để trong nhà vậy nó không chết. Kim xin mời mọi người cùng ăn mình ha. Thấy cô Nguyên Uyên đổ bánh khọt đó mọi người, thèm chết luôn. Thèm là một, nhớ nhà nữa. Sáng nay không ngủ dậy tới giờ cũng hơi buồn mọi người. Mình làm thì mình thấy mình coi cho ai mình cũng coi hết video đó. Có những lúc mình mắc làm cái gì đó mình không có nghe được, nhưng mà mình để video tại vì mình có đọc ở trong YouTube đó, là cái điều luật của nó là coi phải coi hết video đó này kia thì cái đó thì đương nhiên rồi. Nhưng mà cái không hiểu sao sáng nay ngủ dậy coi lại cái kênh của mình đó mọi người, mất hết mười mấy, gần hai chục subscribe đó mọi người. Mình không hiểu lý do tại sao, buồn quá. Tại mình cứ nghĩ mình làm cái đam mê của mình là được rồi, nhưng mà anh chị em mà làm YouTube tôi cũng biết đó, cũng không có sung sướng gì đâu. Làm một cái video phải canh đầu này quay đầu kia rồi xong xuôi về cắt ghép. Rồi mà khi mình coi cho người ta, mình cũng coi đâu đó đàng hoàng, mình cũng coi hết video lắng mình nghe. Mà mọi nói chung hầu như là không có thời gian, mọi người coi hết là cũng không có thời gian. Không có thời gian. Mình người ta coi cho mình phải coi lại cho nó đàng hoàng tử tế. Mà Kim hiểu sao là Kim bị tụt. Tụt thê thảm.
mình coi cho anh chị em ai cũng vậy hết, mình coi hết. Nếu mà anh chị em nào thương Kim thì cũng coi hết giùm cho mình, để mình lấy lại tư thế mà. Tuột quá trời tuột, tuột chóng mặt. Mà cũng coi đúng theo như mình coi mình thấy mình rồi. Coi hết video cho người ta, cũng những cái quảng cáo. Có những cái quảng cáo sorry các bạn, có những cái quảng cáo cái bằng nó hở nửa tiếng đồng hồ hơn luôn, mà mình cũng để vậy chứ đâu dám cho qua đâu. Cho qua thì mình cũng bị tuột, mà không biết người ta có bị tuột hay không, thì mình cũng bị tuột, không dám cho qua. Không coi cho hết, để cho anh chị em có được giờ, có được doanh thu đó. Mà cái thể thao của mình bị trừ quá trời luôn, không hiểu tại sao. Trời ơi, cái này nãy giờ cũng để lâu quá, nó có một năng đó mà dai. Cái mùa nãy nướng không quên để nó giòn quá, nướng nó giòn ăn ngon thơm quá mà. Lẽ ông xã Kim gọi điện về hỏi em ăn cái gì chưa, nói em chuẩn bị chuẩn bị quay video. Ủa em quay video không có anh em ăn cái gì, nó ăn bánh khọt. Bánh khọt, anh nghe tiếng bánh khọt anh biết cái gì mọi người, bánh khọt là cái gì, anh cứ nghĩ là seafood nha mọi người nha. Kim nói không, bánh khọt and also the mini pizza, tại vì nói cái tiếng mini pizza thì anh biết cái mini pizza nó tròn 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 giống vậy nè mọi người đó, mình nướng lên mình ăn cũng ngon. Nói như là mini anh biết rồi, đài clip link của em đó phải không? Ok đúng không, chiều nay đáng lẽ Kim nấu cơm nấu canh rồi ăn cũng còn cá kho tộ nữa, nhưng mà hả có mình làm biến nấu mọi người ăn về cho xong. Đấy Kim định đặt phở mà nay người ta cho mở cửa rồi, mình gọi đặt phở có lý rồi. Mình phải ra đó mình mua, mình đem về thì được. Là miếng qua thôi, thẳng nhà có bánh khọt thì nướng lên ăn luôn. Há cảo luôn. Hãy để lâu nó giòn quá. Nó mềm mềm nó ăn nó ngon rồi. Nhưng mà mình cũng thích ăn giòn. Kim làm YouTube á, mình để ý mọi người, mình để ý mình thấy á, mỗi một lần mà hả mình sơ ý mà mình quẹt qua cái ngón tay hả, ở trên vi tính hả, ở trên laptop hay là ở trên cái iPad á mọi người, là y như rằng một lát nữa mình sẽ bị trừ đó. Mà nhiều khi mình làm mình không có mình coi cho người ta cũng ok lắm, đâu có dám bỏ qua quảng cáo. Bỏ qua quảng cáo mình cũng bị trừ đúng không mọi người, cho nên đâu dám bỏ qua quảng cáo đâu. Không biết sáng nay ngủ dậy tụt hai mấy súp rồi buồn dễ sợ, buồn lắm. Mà Kim nghe nói là do cái cách mình coi nữa mọi người, ví dụ mình vô mình coi cho họ, cho người khác không, mới vô đừng bấm like liền, đừng bấm like, đừng có bấm đừng có bấm subscribe rồi trước nha mọi người. Xem xong á một chút khoảng chừng phút hai phút rồi bắt đầu bấm like đó. Hay là mình đăng ký kênh cũng vậy, bấm cái chuông. Kinh nghe mấy chị mấy cô mà làm trước mình á, mọi người họ có kinh nghiệm á, họ chỉ cho mình.
mà Kim nói thiệt không, Kim nghĩ làm không có đành đâu, tại Kim thương những cái người mà họ qua kênh mình họ coi đó, thật lòng mà người nói chuyện thấy thương lắm, rất là thật lòng. Cho nên đó, ví dụ 3-4 ngày mà họ không có ra video lại Kim nhắc, Kim thấy nhớ. Thấy nhớ. Ba bốn ngày mà không ra video là tự nhiên mình lật qua hoài, lật hoài mà thấy không có video mới, lật lại mấy cái video hoặc là cũ coi lại. Cũng đâu nhất thiết mình phải coi video mới của họ đâu, mà họ rất là nhiều video mình coi mới kêu ra, mình coi cũ của họ. Vậy là thấy no rồi đó mọi người. Kim nói mọi người quen miệng rồi, xin cả nhà thông cảm nha. Nhiều khi nói mọi người quen miệng là từ hồi làm tới giờ cũng là năm mấy rồi mọi người. Mà các bạn đừng có buồn mình nha, nhiều khi quên nó nói cái từ cả nhà nó cũng dễ thương, mà nói các bạn nó cũng dễ thương, mà mọi người thì nó kiểu giống là thân quen hơn mọi người. Đó, mọi người nữa. Bởi vì ông xã em nói thôi mà cười hí hí tối ngày. Cái nghĩa chứ không phải là vô tư đâu mọi người. Ăn của mọi người đúng không? Không phải là vô tư đâu mà tại cái tánh mình vậy. Cười ha hả hí hí tối ngày không? Nên không có bao giờ biết giận ai quá 15 phút. Ông xã mình nữa hả, nhiều khi nổi nổi giận đùng đùng lên nhưng mà hả 15 phút phò bay là coi như là xong rồi, mọi người không biết ai giận ai lâu. Kim ăn thử cái này. Hồi nãy Kim cũng có ăn rồi, xin mời mọi người nha. Mọi người thôi biết không? Cả nhà thông cảm cho mình nha. Ngọt ngay luôn á. Nãy giờ Kim rửa 2-3-4 nước mà mới được ăn. Mình đi ra mình mua người ta lựa bóc tay bóc chân vô đó mọi người. Rồi bây giờ bệnh dịch bệnh mình đâu có dám đâu, về nhà mình bỏ vô nước mình ngâm. Ngâm một hồi rửa 2-3-4 nước rồi đi mà ăn. Thì cái video này Kim đến đây cũng là ngưng. Kim tạm dừng tại đây. Chúc cho tất cả cả nhà mình hôm nay cuối tuần một cái cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc nha mọi người. Và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Nếu mà thích video của mình thì xin cả nhà hãy cho mình một like, share và bấm chuông đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới của Kim nha. Còn nếu mà trong cái video thì có những cái lỗi hay là những cái không ai mà tránh khỏi hết, thì những cái sơ suất gì mà làm cho anh chị em phiền lòng á, cho anh chị em cứ việc comment ở dưới phần bình luận á, thì Kim sẽ trả lời rất là nhanh, rất là nhanh, nhanh nhất có thể. Rồi Kim cần những cái lời góp ý của anh chị em để mình làm cái video mình cho nó tốt hơn, hoàn thiện hơn nha cả nhà. Tôi Kim xin chào tạm biệt nha. Bye bye. Hẹn gặp lại video ngày mai nhé.